Giới thiệu với các bạn, đây là lồng ô. Lồng ô đây là lồng ô 12 cửa đây. 12 cửa, cải tiến mới, khung rất là chắc chắn. Khung rất là chắc. 12 cửa này nằm toàn bộ ở phía dưới hết. Bên trong được kết nối bằng những sợi dây đan giữa các hòm vào với nhau. Đây là lồng ô 8 cửa. Tám cửa, 12 cửa, bên trong có túi đựng mồi nhé. Đó, bên trong có túi đựng mồi. Bên trong có cái túi đựng mồi. Hàng mới về luôn.